Chào các bạn, hôm nay nhóm thông tin bất động sản alocanhosg.com xin đưa ra một số phân tích và đánh giá dự án The Beverly Solari tại khu đô thị Vinhome Grand Park, thành phố Thủ Đức về vị trí, thiết kế, tiềm năng gia tăng giá trị, giá bán. Dự án do Vinhome và tập đoàn Mitsubishi Corporation hợp tác đầu tư và phát triển. Khu căn hộ The Beverly Solari quy mô 13 tòa căn hộ với đánh giá vị trí và view từ căn hộ Vinhome Beverly Solari. The Beverly Solari, hay trước đây có tên gọi là The Miyako, tọa lạc tại phân khu 3 khu đô thị Vinhome Grand Park với 40% căn hộ có view hướng sông Đồng Nai rộng lớn tầm nhìn trên 10 km. Nhìn sang bên kia sông là đại đô thị Aqua City của Novaland. Một số tòa và các căn hộ có view ra công viên Grand Forest 36 hectare, khu The Manhattan và view nội khu vườn Nhật. Từ khu căn hộ Beverly Solari thuận tiện di chuyển tới các khu vực tiện ích trong Vinhome Grand Park với trục đường Hải Đăng cũng như kết nối ra bên ngoài nhanh chóng ra đường Phước Thiện hay Nguyễn Xiển và Vành Đai 3 trong tương lai. Bên cạnh The Beverly Solari là trạm chờ tuyến xe buýt điện Vinbus và có lối đi riêng trực tiếp tới trung tâm thương mại Vincom Megamall phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, ăn uống tiêu dùng cho cư dân The Beverly Solari. Trường học Vinschool nằm luôn trong khuôn viên nội khu và tiện ích cảnh quan, nằm sát cạnh Vincom Megamall, chỉ với một bước chân, cư dân The Beverly Solari dễ dàng tiếp cận trung tâm thương mại này, sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu vui chơi giải trí, ẩm thực, thể dục thể thao và các dịch vụ mua sắm. So với khu căn hộ The Beverly thì Beverly Solari có vị trí tương đương, đều có đa số căn hộ view sông Đồng Nai. Tầm view về công viên 36 hectare bị hạn chế hơn so với dự án The Beverly chút. Mật độ xây dựng tại Beverly Solari với 13 tòa cao hơn The Beverly với chỉ 10 tòa. So với khu The Rainbow và The Origami thì phân khu căn hộ The Beverly Solari tại Vinhome Grand Park được đánh giá là phân khu cao cấp hơn với dòng căn hộ Vinhome Ruby và có thể cả Diamond. Quy mô xây dựng và các tòa tại Beverly Solari thấp hơn The Rainbow với 17 tòa và The Origami với 21 tòa. Điểm nhấn nổi bật của Beverly Solari là đại lộ mua sắm Rodeo Drive đẳng cấp và những tiện ích độc bản dành riêng cho các cư dân tinh hoa. Cùng với đó là quảng trường Beverly Solari Golden Eagle với hồ nước cảnh quan tái hiện đồi Beverly Hills. Giá tiềm năng Beverly Solari, theo giới thiệu từ chủ đầu tư, dự án căn hộ Vinhome Beverly Solari có thiết kế độc đáo, kiến trúc tòa sảnh căn hộ thực sự là rất tuyệt vời. Phân tích và đánh giá layout thiết kế căn hộ Beverly Solari chi tiết với bộ sưu tập các loại căn studio. Một phòng ngủ, hai phòng ngủ và ba phòng ngủ, căn hộ Studio Beverly Solari có thiết kế tinh giản không gian sống, đáp ứng nhu cầu sử dụng của những người độc thân hay các bạn trẻ có lối sống năng động và không quá cầu kỳ. Để tối giản và tối ưu diện tích, bên trong căn studio là một không gian đồng nhất có thiết kế mở nhưng vẫn có sự phân chia khu vực chức năng sử dụng. Phần loggia cũng thuận tiện cho nơi phơi phóng hay là ban công để ngắm trọn tầm view. Về căn một phòng ngủ phù hợp cho sự riêng tư hơn. Thiết kế phòng ngủ và nhà vệ sinh ngay cửa chính đi vào sẽ bất tiện nếu gia đình có nhiều khách khứa đến chơi. Căn hộ một phòng ngủ cộng dễ dàng bố trí không gian và công năng sử dụng theo ý muốn với một phòng ngủ chính và một phòng nhỏ. Có thể thiết kế làm phòng làm việc, giải trí, phòng sách, phòng dành cho khách hay thêm phòng ngủ cho con trẻ. Thiết kế căn hộ hai phòng ngủ khá thông minh, các khu vực phòng bếp, phòng ăn, phòng khách rất hợp lý. Tuy nhiên hơi bất tiện ở phần loggia khi muốn giặt đồ cần đi qua phòng ngủ nên tính riêng tư bị ảnh hưởng ít nhiều. Thiết kế căn hộ hai phòng ngủ cộng cực kỳ tối ưu với các khu vực công năng bố trí hài hòa và hợp lý. Có thêm khu vực rộng rãi có thể làm phòng làm việc, thư viện, khu vui chơi. Hoặc thiết kế thêm phòng ngủ, thiết kế căn ba phòng ngủ thông minh và tối ưu với các khu vực công năng bố trí hài hòa và hợp lý. Các phòng ngủ đều có view nhìn rộng và thoáng. Tổng kết lại, các căn hộ The Beverly Solaris được thiết kế tối ưu với không gian riêng tư cùng nhiều không gian cho sinh hoạt chung, hay bố trí khu vực làm việc cũng như không gian giải trí cho các thành viên trong gia đình. Tất cả các căn hộ đều có loggia và balcony hay kết hợp cả hai. Không gian bố trí hợp lý, rộng rãi và thoải mái, phù hợp với các nhu cầu khách hàng. Chủ đầu tư Vinhome chính thức công bố chính sách và giá bán căn hộ The Beverly Solari. Giá bán căn hộ The Beverly Solari Studio chỉ 1.400.000. Giá bán căn hộ The Beverly Solari loại thiết kế một phòng ngủ cộng một chỉ từ 2.399.000 một căn.
Giá bán căn hộ The Beverly Solari loại thiết kế 2 phòng ngủ chỉ từ 2 tỷ một căn. Giá bán căn hộ The Beverly Solari loại thiết kế 2 phòng ngủ cộng 1 chỉ từ 3.298.000.000 một căn. Giá bán căn hộ The Beverly Solari loại thiết kế 3 phòng ngủ chỉ từ 5. Theo đó, chính sách bán hàng gồm 2 chính sách. Một là hỗ trợ vay mua 100% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất tới 24 tháng. Phân hạn nợ gốc 48 tháng. Hai là hỗ trợ vay 80% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất tới 30 tháng. Ngân hàng hỗ trợ tài chính khách hàng mua căn hộ The Beverly Solari gồm có Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng Quân đội MB, Ngân hàng Việt. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ phòng kinh doanh hotline 0909 910 888. Có nhiều người sinh ra để sáng tạo một đời của riêng mình, nhiều kinh kim đại bản kiêu hành thống trị không gian, để những tầm nhìn vĩ đại kiến tạo nên chủ trường mở mang nơi con người làm chủ thời gian và không gian. Những ai dám sáng tạo bầu trời chính là chủ nhân thực sự của mặt đất, sở hữu lối sống thường dân đậm chất bờ Tây nước Mỹ, vì chủ nhân xứng tầm của The Beverly Solari.